Tiếng rất là trầm ấm. Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em bên sóng giới thiệu thanh lý cho anh em tiếp hai cặp loa trợ lời nghe nhạc karaoke của Sony, công suất đạt 200W một cặp anh em nhé, 100W một chiếc. Đấy. Hiện tại thì em chưa đấu tụ nên là cái giải trầm của nó vẫn lên khá tốt nhé. Còn khi mà em đấu tụ vào cho anh em rồi ấy, thì nó chỉ lên chủ yếu giải trung cao và giải tép cho anh em nhé. Con này để về anh em trợ lời cho các bộ dàn nhà anh em. Ví dụ như bộ dàn nhà em mà nó thiếu tiếng giải trung, giải tép mà tiếng nó bí, nó nhiều âm trầm rồi ấy, thì mình thêm một cặp này vào để mình trợ lời cho hát karaoke cho nhẹ tiếng này. Hoặc là mình nghe nhạc thì các cái giải âm sắc của nhạc cụ nó lên nó tí tách, nó xì xoạch, nó sướng. Trung âm nó lên rõ, nó gõ lên keng lốc cốc nó rõ ràng. Đấy, giải tép vào lên bén anh em nhé. Như hiện tại em test vừa test cho anh em đấy thì nó chưa qua tụ nên là cái giải trung trầm giải trầm nó lên rất là tốt luôn. Cái trung trầm của nó lên rất là tốt anh em nhé, trung trầm lên tốt, nó khá là trầm ấm. Đấy. Nhưng mà thực tế khi mà em đấu tụ vào thì nó sẽ ngắt cái giải trung trầm bớt đi, nó lên chủ yếu có giải trung cao và giải tép anh em nhé. Đấy. Đồng thời là nó cũng ngắt luôn trở kháng của loa đi, để anh em có thể đấu thoải mái song song với tất cả các loa của nhà anh em mà nó không ảnh hưởng đến trở kháng loa của nhà anh em đâu. Nếu mà mình không cho tụ vào mà anh em đấu song song với loa của nhà anh em thì 100% nó sẽ tụt trở kháng đi ít nhất là khoảng một nửa. Đấy, nên bắt buộc em phải đấu tụ cho anh em nhé. Đấu tụ về anh em chỉ việc đấu song song với loa của nhà anh em để anh em nghe thôi. Mà thực tế ra các cái bộ dàn của nhà anh em thì là nó, nếu mà cái bộ dàn nhà anh em mà nó nhiều bát rồi, đa số nó nhiều bát rồi thì mà nó thiếu giải trung tép thì em chỉ cần bổ sung giải trung tép thôi, một cặp này là đủ, không cần bổ sung giải trầm làm gì cả. Đấy, kể cả con này nó có giải trầm đi chăng nữa thì nó cũng không có tác dụng với bộ dàn nhà anh em, tại vì bộ dàn nhà anh em nó đang quá nhiều trầm rồi. Đấy, con này nó là loa trợ lời anh em nhé, bổ sung giải trung cao và giải tép rất hay, hát karaoke tiếng rất là nhẹ luôn, rất là sướng. Lời lên rất rõ. 100W một chiếc nhá. Hiện tại có hai đôi, một đôi là mặt của nó hình chữ nhật như này, phẳng luôn như cái tivi màn hình phẳng luôn. Đấy, phẳng luôn hình chữ nhật. Đấy. Và một đôi thì nó hình nó uốn theo kiểu cổ điển, nó hơi tròn tròn một tí. Đấy.
Thì anh em thích cái phiên bản nào thì em lấy phiên bản đấy, em để cho anh em rất là rẻ thôi, 650 một đôi, anh em lấy đôi nào cũng được nhá, 650 một đôi, tụ hóa là em tặng hết cho anh em luôn, em đấu sẵn ở bên trong rồi, về anh em chỉ việc đấu xong với loa nhà anh em thôi, rất là gọn mà dễ dàng sử dụng. Đấy, 650.000 một đôi. Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Loa Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.